以後なんて新聞声門やめて将棋に来いよ俺が一から教えてやっからよふざけるなどうせ今みたいにインチキしたんだろじゃなきゃそうやが本気じゃなかったんだお前なんかどうせ以後から逃げて将棋に行ったんだろつ <laughs> いそいつを話せ <laughs> そこまで言うのならこそ俺の実力を見せてやる trong video gần nhất thì mình đã giới thiệu cái thế cờ rất khó mà Kaga đã làm ra trong vòng một nốt nhạc rồi sau cái diễn tiến đó thì Hikaru cãi nhau với Kaga một chút và cuối cùng là đi đến một cái trận thách đấu giữa Hikaru và Kaga tất nhiên lúc này thì Hikaru chưa có mặt nên người thách đấu với Kaga là Sai và kỳ phổ này được lấy từ một trận đấu rất là nổi tiếng của Honobo Suicide và Karigane Junichi Trận đấu này được diễn ra năm 1926, có nghĩa là cách à, chúng ta gần một thế kỷ. Trận đấu bắt đầu với khai cuộc chéo của quân trắng và quân đen thì lại đi khai cuộc cao mục. Vì vậy quân trắng nó vô nó phá cái góc là một nước hợp lý. Sau đó hai bên trao đổi một số nước để giãn ra hai biên hai bên bằng những cái nước cũng khá là thông dụng. Ví dụ như kẹp hai bên và quân đen thì bảo vệ biên trái. Trắng thì chiếm cái góc trên và cái trận chiến đầu tiên nó diễn ra khi quân đen nó đã nhập vào cái điểm R8 tuy nhiên hai bên xử lý chỗ này khá là gọn gàng nên uh, cũng là một cái trao đổi mà mình nghĩ là quân trắng nó tốt hơn một chút do quân trắng nó có tường còn đen thì nó chỉ có một cái hình an quân nhưng mà nó sẽ không có phát huy hiệu quả và trận chiến quan trọng nhất của cái trận đấu này bắt đầu với cái nước E5 phát triển cái mô vô phía biên dưới của quân trắng lúc này quân đen nó mới đỡ trắng đi lên dễ nhất thì quân đen có thể lao thẳng vô trong cái vùng đất của trắng luôn nếu quân trắng kẹp ở phía trái thì đen có thể vào q 3 để mà phá cái góc của dưới của trắng là đủ rồi tuy nhiên trong trận đen muốn chơi khó chịu hơn nên đen điểm f 3 đe dọa cắt những quân trắng này quân trắng đi d 4 là nước phù hợp sau đó đen nối lại thì bây giờ quân trắng chắc chắn là sẽ không đi nối cái điểm e 4 này lại đây là một cái nước rất là phí phạm vì vậy trắng có thể suy nghĩ đến chuyện là phản công quân đen bằng cách là kẹp đen f 3 này ở vị trí thấp như K3 thì cũng được nhưng mà quân đen có thể chạy ra phát triển ra phía ngoài và quân trắng sẽ khó mà bao vây ăn được hai quân đen vì vậy trong trận trắng quyết định là uh, kẹp ở phía cao tuy nhiên quân hàng 4 thì lại có cái nhược điểm là nó chưa có bao vây hết cái vùng biên ở phía dưới nên uh, Karikane mới đi vô điểm K3 là một nước rất là phù hợp để mà phá cái đất ở biên dưới này trắng thì chặn lại đen bẻ vô và ý định của quân uh, đen đó là khi trắng đi H2 thì đen có thể đi L2 để tạo một cái hình dễ dàng tạo mắt và dù cho quân trắng nó bắt ở trên một thì đen cũng có thể tiếp chỗ khác hoặc là đen đánh cướp luôn tuy nhiên trong trận thì trắng biết kế hoạch của đen nên trắng đi k4 và bây giờ thì đen nó khó tạo được cái hình hơn nên đen nó chỉ có nối lại thôi và trắng ép quân đen xuống trắng quyết tâm là trắng giết đen trắng bao vây hết nên trắng nó mới đi n2 và đây là cái nước làm cho hình trắng nó hơi gãy và nó khiến cho cái trận chiến ở đây nó xảy ra đen nó mới bẻ lên để nó lấy cái khu vực đất để nó tạo xấu và một nước cắt để hỏi quân trắng trả lời thế nào và sau đó là đen đi tạo xấu đến đây trắng nó mới cắt vào cái hình gãi của đen và trắng phá mắt với cái nước f 1 đen đỡ lại là nước hợp lý nhưng mà sau đó trắng nó không cần phải cố gắng đi giết cái đám đen này nữa trắng có thể đi phát triển đất ở phía ngoài ví dụ như bảo vệ điểm yếu ở L5 này hoặc là nhảy lên ở G7 để phát triển cái vùng trung tâm của mình là được đen nó sống chỗ này thì thật sự cũng không có phải là quá ảnh hưởng tới quân trắng và bây giờ đen nó không có cắt được ở E4 tại vì trắng có thể bắt ở một trong hai bên thì đen nối sẽ bị chết hết đám đen nên trắng cũng sẽ không có sợ bị điểm cắt ở đây nhưng mà trong trận đó thì trắng cố gắng giết đám đen luôn tại vì trắng nghĩ là mình có thể bảo vệ được tất cả những điểm yếu của mình nên trắng đi phá mắt và vì vậy khi đen đi h1 thì trắng lại cố gắng phá bắt tiếp. Sau đó đen cắt ở e4. Ý của đen đó là khi trắng nó bắt thì tất nhiên đen nó cũng không nối được. Nhưng đen có thể ăn ở g2. Và bây giờ nếu trắng nó cố gắng nó phá mắt để giết đám đen thì đen bắt trước và đen bẻ xuống như vậy thì đám trắng này nó sẽ chết luôn. Nên kế hoạch của đen đó là trắng phải ăn ở e3 thì đen có thể đi tạo xấu Vì vậy trong trường hợp này thì đám trắng này nó đang nguy hiểm. Trắng nó sẽ đi vô góc để tạo sống và đen ăn G2 để một lần nữa hỏi xem là quân trắng nó có thực sự muốn giết mình không nếu quân trắng nó chơi an toàn nó đi ở L5 thì trận đấu này cũng rất là khác luôn hai bên an toàn đang đi K1 để tạo sống và trắng sẽ đi B4 để tạo sống cho đám trắng trong góc nhưng trắng lại một lần nữa thể hiện cái quyết tâm là cố giết cái đám đen nên mình nghĩ cái kỳ phổ này nó thể hiện khá hay cái tình tiết trong chuyện Hikaru Kaga là của bên cầm trắng á, khi Hikaru chọc tức mình và Kaga muốn bắt Hikaru phải nếm mùi còn ngược lại sai là quân đen thì lại thấy là à uh, Kaga không có phải là quá mạnh nhưng mà cũng đi những cái nước rất là sáng tạo nên mình cứ cố đi gọi là mèo vần chuột chọc cho trắng phải cố gắng hết sức mới thôi và vì vậy nên trắng đương nhiên là tiến vô phá mắt đám đen luôn nên bây giờ chúng ta nhìn lại thì sẽ thấy là đám trắng này nó đang rất là nguy hiểm nó có tới hai điểm cắt ở đây nên quân đen cắt vào trắng đi lên đây đi lên một nước hình đẹp cho quân trắng đi đó là điểm chơi 6 tuy nhiên cái hình cờ ở đây có vấn đề nên khi đang đi o ba trắng nó sẽ khó mà giết được đám đen tiếp tục vì khi trắng đi p 3 thì đen có thể bắt ở chơi một và trắng không nối được thì vì sẽ bị đen ăn còn nếu quân trắng nó cố gắng nó không cho quân đen ăn ba quân trắng nó đi p hai thôi thì đen sẽ có nước gông để giết chết ba quân trắng này vì vậy nếu mà trắng nó vẫn quyết tâm là giết được quân đen thì trắng đi k năm là một nước phù hợp Đến đây mình nghĩ là hai kỳ thủ chuyên nghiệp đã đọc cờ rất là kỹ và trận đấu nó rất là ngang bằng như là Kaga trong trận có nhận định. Tiếp theo đen đi O3 để hỏi. Nếu quân trắng đi B3 thì tất nhiên là đen sẽ tạo sống với cái nước chơi một này, ăn bằng quân trắng. Nên trắng phải đi ra B2. Và đen một lần nữa hỏi để cho trắng trả lời. Và cuối cùng thì đen cắt vào cái điểm H5 này là một điểm rất là đầu cho quân trắng nếu trắng đi lên một cái nước phù hợp hình cờ thì đen có thể đi lên theo và ba quân trắng này chết rồi còn nếu mà quân trắng nó bắt đây là cái nước đi trong trận thì đen sẽ bắt cho trắng có hình xấu và đen nối lại đến đây thì quân trắng nó mới nối ở n một để xích khí đám đen này dọa dạ là bắt đám đen thì cái nước trong trận mà chắc chắn là phải đi đó là điểm chơi một để đám đen này nó vẫn còn khí để chiến đấu và trắng sẽ cần phải quay lại để ăn hai quân đen này thì đây là cái điểm khác biệt của trận đấu thực tế và trong chuyện Hikaru Trong chuyện thì Hikaru không có nối ở điểm chơi 1 để tiếp tục chiến đấu mà vì một cái phút lơ đảng Hikaru không có nghe lời của Sai nữa mà chỉ có nhìn vô cái hình cờ rất là nhanh thôi và cảm giác là cái nước N5 này rất là phù hợp để đi luôn bây giờ thấy ba quân trắng nó chết rồi tuy nhiên Hikaru không có biết được cái diễn tiến của trận đấu nên sau đó quân trắng bắt ở J1 thì toàn bộ cái đám đen này đã chết rồi đen không cứu được nữa và tiếp theo thì Hikaru phải bắt ở M5 để cho quân trắng ăn đến cái thời điểm này của trận đấu trong chuyện thì Kagan mới nói với Hikaru là thôi đen thua rồi còn đánh gì nữa nhưng mà uh, Sai nói là không chúng ta vẫn còn cơ hội vậy thì thực tế thì đến đây quân đen còn cơ hội không nếu đây là một trận đấu giữa hai kỳ thủ chuyên nghiệp thì mình khá là chắc chắn trăm phần trăm là đen hết cơ hội rồi tại vì sau cái nước ăn cái đám đen này thì trắng nó đang dẫn với một cái tỷ số là khoảng 20 mươi đất và 20 mươi đất giữa hai kỳ thủ chuyên nghiệp thì gần như là không thể mà lật lại được. Tuy nhiên với con số 20 đất mà bên cầm trắng là một kỳ thủ khoảng chừng 4 đa 5 đa nghiệp dư thôi, còn bên cầm đen là Shusaku, một trong những kỳ thủ có vây mạnh nhất uh, mọi thời đại, thì không có lý do gì mà quân đen là uh, bỏ bỏ tay chịu đầu hàng sau cái nước ăn này. Vì vậy, Sai mới cố gắng để gỡ gạt lại. Tuy nhiên trong trận này thì để cho không có gọi là over power Sai lên, nên cuối cùng thì uh, tác giả để cho sai thua nửa đất nhưng mà mình tin là nếu đây là một trận đấu thực tế giữa Shusaku và một kỳ thủ bốn đảng nghiệp dư thì chắc là quân đen sẽ giành chiến thắng chúng ta sẽ quay lại với trận đấu thực tế đi tại vì đây cũng là một cái trận đấu rất là hay nên chúng ta vẫn chưa biết cái kết quả là trắng hay đen chết nên sau đó quân đen nó nối ở chơi một thì sao tất nhiên là bây giờ trắng nó cần phải cứu ba quân trắng ở đây nên trắng đi n 4 và chắc chắn là đen cần phải đi h7 để mà bao vây uh, uy hiếp cái đám trắng này cho nên trắng cần phải bẻ ra đen mới dọa cắt trắng bắt và sau đó nối thì đen lại tiếp tục gây ảnh hưởng lên cái đám trắng này bằng cách cắt và trắng lại tiến ra cái vùng phía ngoài đen bịt trắng lại tiến ra trắng không có thời gian để quay lại bắt cái quân đen này nên trắng vẫn cứ có cơ hội thì tăng khí cho mình và quân đen lại uh, phá cái khí của quân trắng quần trắng phải bắt đèn siết uh, khí ở phía ngoài thì trắng nó mới ăn cái quân đèn đèn cái đám đèn này sắp chết nè nên đèn phải tăng thêm khí cho mình vào nước e 1 sau đó trắng nối tại vì nếu mà quân trắng nối ở phía ngoài này đèn bắt thì trắng nó chết hết luôn nên trắng phải nối ở d 2 là nước phù hợp đèn mới đi siết khí tiếp đám trắng trắng đâm xuống để phá tại vì nếu trắng nối mà đèn bắt hướng này thì đám trắng này rất là xấu luôn nên trắng gây sự và tìm cách cắt ở c 5 đèn mới bắt cho trắng nối và đen không thể ăn được hai quân trắng này tại vì đen trắng có thể cắt và đám đen này nguy hiểm luôn nên đen phải đi và về lại trắng mới đấu cướp trong trận đen cướp nên trắng nối lại và đen ăn lại thì trắng nó mới đi một cái nước cướp rất là chính xác đó là đi vào C5 luôn nếu quân đen nối thì tất nhiên trắng chạy ra để đám đen này chết nên đen phải ăn nhưng mà cái nước ăn này nó sẽ không có giúp cho quân đen nó siết khí quân trắng nên đen nó mới bắt ở phía dưới là nước phù hợp hơn trắng ăn thì đen bắt tiếp và ở đây trắng nối để mà giữ cho những cái đám đen này nó vẫn còn rất là nhiều điểm gãy nên đen cần phải phòng thủ và cái nước phòng thủ phù hợp cho quân đen đó là điểm B10 nếu mà đen thủ được nước B10 này thì có nghĩa là cái đám phía ngoài này của đen nó cũng không có bị ảnh hưởng nặng tại vì cái điểm cắt ở đây nó bị bớt áp lực đi nhưng mà quân đen trong trận là tiếc là mình muốn siết khí cái đám trắng này nên đen ăn ở C6 luôn và đây là một cái sai lầm khá nặng của quân đen tại vì sau đó trắng cắt đen phải ăn phía ngoài nên trắng lại cắt để mà áp lực ba quân đen ở đây nữa sau cái trao đổi này thì quân trắng là người có lợi thế rất là nhiều tại vì trắng có cơ hội ăn cái đám đen này và đồng thời bây giờ trắng có thể khóa giả với cái nước khác 11 nước đen nó đâm ra trắng bắt đen ăn trắng bắt đen nối thì trắng nó tạo được một cái hình rất là đẹp ở đây luôn trong cái hình đen nó bị dồn cục lại nhưng mà trong trận thì trắng chỉ có bắt ở h 9 thôi và sau đó trắng quay lại trắng siết khí cái đám đen và Đen do không còn cách nào để siết khí đám trắng này nữa nên đen mới quyết định là chạy cái tường của mình ra Nhưng mà các bạn cũng có thể thấy là trắng thì là người đe dọa ăn cái đám đen này Còn cái bức tường ở trung tâm của đen á, thì nó không hẳn là tường mà nó còn là một cái đám yếu bị tấn công nữa Nên đến đây thì quân trắng là người dẫn trước khá là nhiều Nên trận đấu này kết thúc với lại cái kết quả là trắng chiến thắng Về phía trắng thì nó thể hiện được cái sự tự tin trong cái chuyện đọc cờ và không có ngại xách cái đám trắng của mình chạy ra tuy nhiên trong một trận đấu cờ vây nếu các bạn cố giết người khác thì thông thường kết quả sẽ ngược lại mình là bên bị chết nên đây chỉ là một trận đấu tham khảo thôi nha còn khi mọi người chơi cờ thì cố gắng chơi những cái nước cờ điềm tĩnh và giành chiến thắng chung cuộc hơn là cứ cố đi giết người khác rồi video này xin được phép kết thúc ở đây ha cảm ơn mọi người đã theo dõi hẹn gặp lại mọi người trong cái video tiếp theo của cái series uh, review các trận đấu trong chuyện hikaru chào mọi người